ngày 28 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Samsung do ông Choi Ju-hu, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài như Tập đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao kết quả kinh doanh của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam với tiềm năng xuất khẩu và tăng trưởng đáng kể đóng góp vào chuyển đổi hệ thống tài chính, đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển công nghệ, tạo công an việc làm, tạo tác động tích cực đến tiến bộ kinh tế xã hội của Việt Nam. Thiết lập một nền kinh tế không ngừng phát triển và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập toàn cầu, thực chất và hiệu quả. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam một cách bền vững, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đáp từ, ông choi ju hu đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ việt nam tổng giám đốc samsung cũng tái khẳng định việt nam là trung tâm sản xuất toàn cầu quan trọng và là đối tác quan trọng của công ty